cho các bạn. Đây là cái hộp khi các bạn mua cái dây da sen Apple Watch được khắc tên. Thì trước tiên các bạn sẽ thấy một cái miếng da với cái tem sen ở đây. Ở đây ghi chữ B4244, tức là cái kết nối của nó sẽ là màu đen black, và cái kích thước là 4244 là kích thước cái đồng hồ Apple Watch. Đó, các bạn mở ra thì đây là cách đóng gói theo khắc tên làm trước giờ. Khắc tên dùng những cái giấy mà không có phủ lớp nhựa để nó dễ bị phân hủy hơn, thì nó sẽ bảo vệ môi trường tốt hơn. Và khi các bạn lấy ra thì nó sẽ có một cái gói hàng như vậy, một cái catalog thì và sẽ có cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin về cái dây da sen Apple Watch ở đây. Còn khi các bạn sản phẩm thì nó sẽ có một cái tem ở đây với cái thông tin tương tự như lúc nãy. Chúng ta có một cái dây chính, thì cái dây chính nó có cái cổng kết nối như vậy. Cái đây là cái bản màu nâu và cái chốt màu đen. Đó. Rồi chúng ta sẽ có hai cái dây phụ, thì một cái dây phụ ngắn nó có cái kích thước là SM, tức là small và medium, và một cái dây phụ dài nó có kích thước là ML, tức là cái medium và long ở dài ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái quyển hướng sử dụng, ở phía sau này. Đây là bằng tiếng Anh và một cái mặt bằng tiếng Việt. Thì khi anh em gắn, anh em có thể xem kỹ cách hướng dẫn này để đảm bảo là anh em gắn đúng. Nói chung cũng không khó lắm, nhưng mà cần có cái này. Và chúng ta có một cái barcode ở đây để anh em xem thêm thông tin của cái dây này. Cái dây này được thiết kế bởi các tên và sản xuất tại Việt Nam. Rồi, bây giờ đây là cái bộ ba của chúng ta. Thì trước tiên á, đây là cái kết nối được thiết kế cho cái Apple Watch, do đó là tất cả cái Apple Watch đeo vào đều được. Rồi cái dây này được khắc tên làm để mà anh em có thể mang đi xuống nước được. Tức là sao? Tức là khắc tên đã loại bỏ tất cả những cái thành phần có thể ngậm nước mà hư, như là giấy hay là keo. Nó chỉ có cái da tự nhiên cũng như là chỉ thôi. Thì cái da tự nhiên này nó bao gồm những cái lỗ chân lông cũng như là những cái đường khe tự nhiên của da. Do đó là khi thấm nước vào thì nó sẽ tự động nó bay nước ra và nó khô. Đó. Khắc tên cũng không có dán BU, sơn BU lên trên cái mép này, do đó rằng là nước nó cũng có thể thoát ra hướng này. Và đây cũng là cái cách mà khắc tên hoàn thiện những cái sản phẩm của mình. Đó, đây là cái dây dài. Đây là cái Apple Watch 44 của mình. Thì cái dây chốt này anh em gắn lên trên. Đó, và mình gắn dây ngắn mà là mình sẽ gắn ở dưới, quay mặt vào trong. Đó, vậy là chúng ta đã có một bộ. Nếu mà anh em tay lớn hơn thì anh em sẽ dài sợi này. Về thiết kế thì anh em có thể thấy rằng là cái thiết kế của cái dây da sen nó được thiết kế theo cái tông của cái đồng hồ này. Nó sẽ bo tròn, nó sẽ rất là đập. Do đó là anh em thấy là những cái đường chỉ kích thước lớn, rồi những cái đường cong nó đập đà, nó giống như cái đường cong của trên cái Apple Watch này. Và kể cả những cái chốt kết nối này nó cũng bầu như vậy, làm chúng ta cảm giác có sự liên lạc với thiết kế. Về cái chốt thì cái chốt này nó cũng là một cái chốt có một kích thước rất là lớn ở đây, rất là dày, và nó cũng cong giống như là cái cong của đồng hồ Apple Watch vậy. Khắc tên chốt cố định hai cái này không cho nó sụp xịt, để mà chúng ta đeo nó sẽ liền lạc và đẹp hơn. Tùy theo cái thước tay của anh em, nếu anh em cảm thấy là cái dây nó lòi ra nhiều quá thì anh em dùng cái dây nhỏ thì sẽ vừa hơn. Đó. Thì nói chung là dây sen của Apple Watch nó sẽ làm cho cái đồng hồ Apple Watch nhìn nó thân thiện hơn, sử dụng nó thân thiện hơn. Bởi vì khi mà anh em đeo vào thì anh em sẽ tiếp xúc với da thay vì là tiếp xúc với lại những cái vật liệu như là kim loại hay là nhựa. Và trong quá trình sản xuất đó, bọn mình đã mài, dùng cái nhám mài những cạnh này cho nó thật là mòn, thật là bầu đi. Và do đó là khi anh em cầm trên tay những cái sản phẩm cho dù nó mới thì anh em nó không có cảm giác là nó sắc cạnh hay nó gì hết. Đeo vào trên tay cảm giác rất là êm ái, rất là thoải mái. Rồi, các bạn đã như vậy. Xin cảm ơn anh em.